Bà chị đi nước ngoài cần sang lại căn nhà đẹp như một cái villa luôn cô chú anh chị ơi, tại khu nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang luôn, đang giảm giá cực sâu luôn. Đường tức nhà của mình á, là đường xe tải mình vào tới nhà luôn nha. Nhà mình kiến trúc rất hiện đại luôn nha cô chú anh chị ơi. Thì bà chị này là chồng mới xây cho một cái nhà này, thì tính là xây cho vợ ở, nhưng hôm nay chồng dự tính là sẽ rước vợ đi qua bên nước ngoài luôn, nên bây giờ chị cần sang nhượng lại một căn nhà đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Thì anh chị nào biết khu nghiệp Tân Hương thì sẽ biết tới căn nhà mình rất là dễ đi luôn, ngay chỗ khu tái định cư Tân Hương. Thì địa chỉ của mình là xã Tân Hương của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang nha. Thì ở đây mình ở nằm, cái nhà mình nằm ở chỗ cổng sau khu nghiệp Tân Hương. Thì nhà mình xây một kiến trúc rất hiện đại nha, không gian rất là mở luôn. Nhà mình thì có một sân trước, phòng khách, phòng bếp liền kề nhau nên căn phòng mình rất là rộng luôn. Thì kế bên là mình sẽ có được hai phòng ngủ, phía sau cuối nhà thì mình có được phòng giặt với phòng toilet riêng ở ngoài nha cô chú anh chị ơi. Thì nhà mình thì gia chủ ốp gạch lên tới tận, thì gia chủ ốp cho mình lên tới 1m6 nha, nên căn nhà của mình rất là sáng sủa sạch sẽ luôn, và cũng đã đóng trần thạch cao vượt cấp cho mình luôn. Thì không gian em thấy rất là rộng luôn. Thì ở đây đi chợ, đi làm, vì bán kính chỉ có là mấy trăm mét thôi cô chú anh chị. Ở đây mình ngay chỗ cổng sau khu nghiệp Tân Hương thì mình chỉ khoảng là 200 mét thôi, thì mình ngay bước ra mình đi chợ búa đồ em thấy cũng rất gần luôn, chỉ khoảng là 100 mét thôi là mình có chợ trường học đầy đủ các tiện ích luôn. Phía sau này thì gia chủ cũng làm cho mình cái hàng rào rất kiên cố ha. Đây, nhà mình em thấy rất là đẹp nha, nhà mới tanh chưa qua sử dụng ngày nào luôn. Thì căn nhà này xây là tính cho vợ ở nha, không qua đầu tư gì hết, thì nên xây rất là kiên cố luôn. Thì hôm nay thì đột xuất thì người chồng sẽ rước người vợ đi qua bên nước ngoài sinh sống luôn, nên chị cần bán gấp luôn. Thì đất ở đây rất có giá trị nha, đường trước nhà mình đường thông thoáng rất là rộng rãi luôn, có vỉa hè, có cây xanh, có đèn điện luôn nha cô chú anh chị. Đây, ở đây có một cái kệ bếp chủ làm rất là sạch sẽ, rất là đẹp mắt luôn ha. Thì anh chị nào đi ngang cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lúc like nha, để em có động lực em ra nhiều clip mới mỗi ngày cho cô chú anh chị mình luôn. Thì sắp tới đây em ra những căn nhà vườn rất là rẻ luôn anh chị ơi, chỉ khoảng là 400-500 triệu là có một căn nhà để ở luôn, rất là rẻ luôn, gần khu nghiệp Tân Hương luôn. Thì nhà của mình em thấy rất không gian rất là mở nên rất là thoáng mát luôn nha anh chị. Thì nhà mình sẽ quay về hướng là hướng bắc nha. Đây, đây là phòng khách của mình rất là rộng rãi ha. Thì nhà mình là điện nước đầy đủ nha. Đây, anh chị thấy không? Đây có mà chủ làm cho mình một cái kiến cường lực ngay chỗ này ha, nên cái nhà mình rất là sáng sủa luôn. Đây. Và giá chủ kêu chỉ có là 1.4 tỷ nha cô chú anh chị. Chủ đang giảm cho mình thêm là 50 triệu nữa, giờ chỉ còn là 1.4 tỷ thôi. Thì anh chị mình thấy gia chủ xây cái nhà rất là đẹp ha. Thì la phong thấy cũng chỉnh chu ha, được cấp cho mình 2-3 cấp luôn, nên cái la phong mình nhìn vô căn nhà của mình là rất là sáng sủa luôn ha. Ở trước thì chủ cũng làm cho mình cái hàng rào. Đây, hàng rào ha, đây là mặt tiền căn nhà của mình ha, rất dễ thương luôn. Như một cái villa thu nhỏ luôn ha. Cổng rào rất là kiên cố luôn. Rồi, ở đây có một cái chỗ dẫn nước ở đây luôn. Ở đây mình có bình bông ha. Đây về mình trồng bông ngay này là rất là đẹp luôn. Thì em sẽ quay từ từ ra ngoài cho anh chị mình xem ha, cung đường ha. Đường của mình này khỏi chê luôn. Đường mình là xe 50 chỗ mình tới nhà mình luôn nha. Đường thông thoáng có hiển thị trên sổ luôn. Thì nãy giờ em cũng quên nói diện tích căn nhà của mình, ngang là 5m, sâu vô 20. Thì nhà mình 100% là đất thổ cư hết, nên anh chị yên tâm nha. Cái cổng vào anh thấy rất là đẹp luôn nha. Đây có cây xanh vỉa hè luôn ha, có đèn đường luôn nha. Thì hướng này mình sẽ ra ngay chỗ chợ, ngay chợ rất là gần luôn. Ngay này mình ra chợ khoảng là 200m thôi mình ra chợ nha. Thấy anh chị thấy không, chưa có chiếc một chiếc ô tô đang đậu đó, là hai chiếc ô tô mình tính nhau được luôn nha. Đây, đây. Đường này thì lúc trước là đường nhựa nha, tại xe lớn chạy vô nhiều quá nên nó bể thành đường đá luôn rồi. Thì ở đây là vẫn còn là đường nhựa nha. Đây anh chị, cô chú anh chị không, đây là đường nhựa 6m luôn nha. Dân cư rất là đông đúc luôn. Thì ở đây em có là hai căn nhà luôn nha anh chị. Thì để em quay sơ lia qua cho cô chú anh chị mình, ở đây em có hai căn luôn nha. Giờ em sẽ quay cung đường từ từ em vô quay một căn thứ hai cho anh chị mình tiện theo dõi nha. Đường mình là đường 6m nha. Đường này là lúc trước là đường nhựa, tại vì xe tải chở đồ vô nhiều quá nên cái đường mình nó hơi bị bể nha. Đây, ở đây em có một căn đối diện luôn nha. Thì căn đối diện của mình cũng diện tích là ngang là 5, sâu vô 20 luôn. Và giá chủ kêu căn này bên đây nha là 1.3 tỷ nha anh chị. Đây, thì căn bên này là 5-20 full thổ cư. Căn này là có chủ quyền nhà nha, tại giờ cửa hồi nãy em dặn ổ khóa nó cứng quá em không quay được trong nha, em lia sơ sơ. Thì bữa nào em sẽ ra một cái clip căn nhà này nha. Thì từ vị trí căn nhà mình cách ngay chỗ đường tỉnh lộ 86 của mình chỉ khoảng là 300m thôi, và cách thị trấn Tân Hiệp mình về đây chỉ khoảng là 1.5 km nha.
Rồi nhà để em quay sơ sơ thôi ha, bữa nào em lên clip lại nha. Thì anh chị nào quan tâm hãy gọi ngay cho em số điện thoại em có để trên màn hình nha, và cái số đó là số Zalo của em luôn, thì anh chị kết bạn Zalo em. Anh chị nào muốn xem vị trí hay sổ thì cứ nhắn vào cái số điện thoại của em nha, em sẽ gửi đầy đủ thông tin căn nhà, hai căn nhà luôn ạ. Và giá căn nhà này là 1.3 tỷ nha, còn căn bên kia là 1.400 tỷ đó. Một căn 1.3 tỷ, một căn 1.4 tỷ, thì em thấy căn bên kia em thấy ok hơn, căn kia còn rất là mới luôn, mới xây chưa ở ngày nào. Thì đường nhà của mình thì anh chị cũng thấy đường thông thoáng ha, thì có đường thoát nước đầy đủ, vỉa hè ok hết.